mở hàng thôi. 10 giờ đốt vía cái mở hàng luôn. Ô, ngồi trên xe mà. Được đấy. Được, mua nhanh đấy. Kinh nghiệm mua quất là thấy con nào hay là phải chốt luôn, đỡ rối mắt. Đúng cây đẹp nhất rồi. Lộc, hôm nay lộc to, năm nay lộc to. Đấy, hôm nay nhiều lộc lắm đây. Sáng năm có lộc lại cứ ra đây mua. À, lần đầu tiên. Đấy, khí thế hẳn. Ngồi trên xe mua luôn, không cần xuống xe. À, lần đầu tiên nhìn thấy. Được. Xin chào các bác anh chị nhá, đến với gian hàng quất ông Tị. Ý, ông Tị lên hàng ở Hoàng Quốc Việt đấy rồi. Chỗ ngồi hàng năm của ông đây. Dọc cái chỗ này thì người ta sẽ bày bán muộn hơn những nơi khác một chút xíu, nhưng mà quan trọng là vẫn bán rất là tốt. Đấy. Hôm nay là 19 tháng chạp rồi. Ngày mai là 20, ngày mai là nếu như thông thường ngày 20 là ngày chợ phiên Vạn Phúc đấy, nhưng mà tầm này các cụ đi hàng Tết hết rồi. Mà chợ Vạn Phúc nó không có không gian để đứng nữa. Phiên trước là phiên ngày 15 là ông à. Vâng, ông cuống đi để cháu tác nghiệp cây của ông phát. Rồi. Tối có ngủ ở đây không ông? Xin ông nha. Gọi chứ. Thế ngủ chỗ nào? À được. Hay quá. Vâng, cháu mời ông nha. Cảm ơn ông. À. Đấy, anh em ạ. À, cái tình cảm mình thì thực ra thì cũng muốn ủng hộ lắm, nhưng mà nhà mình thì ở xa, với lại có lẽ là giới thiệu cho anh em cơ quan ra đây mua thì hợp lý. Ngay đối diện cổng cơ quan mình, đối diện 18 Hoàng Quốc Việt, và ngay bên sát tòa nhà 789. Hôm nay rất là lạnh, nhiệt độ thì tăng nhưng mà cảm giác thì rét hơn vì nó mưa, sáng sớm nó có mưa. Nhưng mà đổi lại thì quất nó sẽ tươi tắn hơn. Đấy, nghe nói là ông mở hàng được mấy cây rồi. Đấy, cây này. Cây này lộc, lộc lá rất xanh nhá. Cây, anh em thấy cây của ông năm nay kích thước nó to hơn năm ngoái, nhiều cây to hơn và cái lá nó xanh hơn này, lộc lá này quý vị nhỉ. Đấy, có nhiều cái gian hàng người ta bán quả to lắm nhưng mà cái lá nó vàng hoặc là nó không được dày xanh đứng lá này này, đứng cái lá đứng nó chếch chữ V lên này này, chứ nó cũng xòe ra ngoài, chứ nó không xòe nó cụp xuống dưới. Lá này là rất cứng này, chơi là ok, nó đứng quả nó không bị lả lướt. À. À. Ông bán từ hôm nào nhỉ ông nhỉ? 16 à? À. 16. Mở hàng được bao nhiêu cây rồi ông? 30 cây rồi. À, 30 cây. Năm nay có vẻ nhiều hàng to hơn năm ngoái nhỉ? Đấy. Vâng, cháu thấy lá xanh dày. Trung bình nó từ bao tiền đến bao tiền ông? À, 800 nghìn đến 2 triệu đấy. À, bên này là 800 phải không? Bên này là 800. À, hay quá. Dễ mua đấy nhỉ. Quả to lá xanh. Đấy. Bên này nó phải cao 1m7, 1m8 đấy. Để cất chén nước vào xem ông bán thế nào nhá. Đấy, có người xem hàng đấy. À. Vâng. Rồi. Để cho ông bán hàng, mình cứ xem đi. Đây, ví dụ đây là một cái cây ok này này. Cái cỡ chùm này nó khoảng độ 50. 50. Cao khoảng 50. Quả to, lá xanh này. Cái lá mà vừa nãy tôi vừa tay tôi bận cầm chén trà không chỉ các bác được này. Lá nó đứng này và nó cụp như này này, chứ nó không xòe và ngửa như này. Đấy, lá đứng và cụp này. Thì cái lộc của nó rất là cứng. Nó không bị lả lướt. Cụ đang có khách rồi, để cho cụ tiếp khách. Đến thăm anh em tí, hôm trước thì lên thăm Hùng Kèo bán
ở trên Lạc Long Quân nhưng mà không gặp được, chỉ có người nhà đang bán ở đấy thôi. Quả không quá nhiều nhưng mà lá rất xanh. Năm ngoái ông bán những cái chậu nhỏ nhỏ, năm nay bán cái cỡ to hơn tí. Cỡ nhỏ nhỏ này thì ở size nhỏ thì ở những gia đình ở trên phố thì người ta có dễ bày không gian hơn. Chứ to quá nó khó. Cây ngay đầu này là một cây lộc rất là vươn cao, có hoa có nụ, quả xanh quả chín. Quả này. Mở ha. Quất đây lá xanh đẹp không ạ? Lộc xanh đẹp quá. Lộc lá quả xanh quả chín, có hoa có nụ. Ok rồi. Rồi. Hoa nụ. Đẹp đấy. Tầm này múc đi thôi nhỉ. Tết đến nơi rồi. Dạ. Bao tiền cây ông mà đắt? 1 triệu. Mình mua được bao nhiêu cự phán tầm? Ui trời, giờ mới sướng không ạ? Tết rồi thì quất đi. Để mua cho ông bọc thuốc cái đã. Để ra để anh em ông con mình cùng bú. Xem là tí nữa hy vọng là ông có đốt vía để có khách mở hàng. Mời ông bao thuốc thăng long cứng này, đúng khói của ông thôi nào. Hy vọng là ông bán được hàng. Đấy, vừa mới chạy đi lấy bao thuốc. Tiếp tục xem cây của ông ấy. Chủ yếu là mong xem là ông có bán được không để làm tí phóng sự đầu giờ cho nó vui thôi. Đấy. Đẹp đấy. Quả to phết đấy anh em ạ. Cây này này. Hoa này, hoa quất nó cũng rất là thơm. Bên này là cỡ to hơn này. Cái lộc của nó vườn rất là cao quý vị ạ. Cái lộc nó vườn cao. Nhìn trên ảnh nhưng mà quả to lắm. Rét tấy cả tay. Đấy, cái lộc nó rất cao và xanh quý vị ạ. Xanh sạch. Nhưng không có bụi. Lộc không những cao mà rất là nhiều lộc. Cả hoa đó các vị này. Hoa này. Chơi cái chùm hoa chùm nụ này thì thơm ngát luôn. Nói chung hài hòa. Chơi được. Lựa tầm giá mà quất thôi quý vị ạ. Nó hội đủ tiêu chí. Đấy. Đây, cho ông đốt đi cho nó ấy. Ông đốt đi cho nó khí thế. Đây, ông cầm cái này. Cháu không hút cái này đâu. Cháu không hút khói này. Rồi, đấy. Ngon. Cổ múc đi. Đắn đỏ lắm. Thật ra thì người già quý vị bỏ tiền triệu cũng sót. Anh em nào yêu mấy đông tị thì ủng hộ nhá, ra chỗ đầu Hoàng Sâm Hoàng Quốc Việt nhá, ra chỗ Hoàng Sâm Hoàng Quốc Việt để tớ lượn lên trên này vòng xong quay lại nhá. Hy vọng là khi nào quay lại thì được nhìn thấy ông tị bán được mấy cái cây đấy.
ngày Tết mà quý vị, thì hàng hóa thì nó cũng chỉ là quất, là đào này, những cái đặc trưng. Nó không như là bonsai thì có cây cây nọ cây kia. Còn quất thì dù là đẹp đến đâu thì nó cũng hao hao nhau thôi quý vị ạ. Hao hao nhau thôi. Ở đằng này cũng nhận xấu hơn. Đằng này lá nó vàng. Chậu trước rất đẹp nhưng mà lá lại vàng. Lại bắt đầu hừng nắng rồi quý vị ạ. Nhưng mà có lẽ là cũng không nắng ấm được lâu. Có hình như thấy thông báo là lại chuẩn bị rét tiếp. Thôi rét thì rét nhưng đừng có mưa. Mọi người đi sắm Tết thì đi bán hàng cho nó đỡ vất vả. Kể cả anh em mình đi mua quý vị ạ. Gặp mưa nó cũng khó. Khí thế nó giảm sút. Chọn nó cũng nhiều khi nó chẳng được ưng. Đó, đây là một cái góc của cái ngã tư Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt. Toàn quất là quất. Mới đầu giờ sáng quý vị, nó cũng có chưa có nhiều người mua sắm cho lắm. Hôm nay lại là đầu tuần, hai đầu tuần. Đấy. Ôi, quả quất. Cái chậu này đẹp đấy. Chậu này ở ngoài đẹp đấy. Một cái này nó cũng phải cao. Nếu mà tính cả chum nó phải cao tầm 3 mét. Người ta để cái lộc nó dài. Đấy, quả này rất là bắt mắt quả. Đấy. Những cái cây có cái lộc buông như có cái tay rơi, tạm gọi là tay rơi đi, mà ở dưới này mà nó sum xuê thì rất là đẹp, nhưng mà nó bị cộc mất thì thực sự là đáng tiếc. Đó, như bên này hơi đuối một tí nhưng mà vẫn còn có quả, ở những điểm cuối nó vẫn còn có quả, nó không bị cộc. Cây này là một cây đẹp đấy quý vị, quả xanh quả chín, hoa nụ lộc lá xanh tươi. Ok, cây đấy đẹp đấy. À, bán được nhiều chưa bác? Cỡ nhỏ hơn. Thật ra thì sáng sớm người ta chưa mở hàng, mình cũng không tiện, mình chỉ có lướt lang thang qua thôi. Đây, năm nay anh em hình như là dưới Văn Giang trồng được quất rất là hay. Những cây nhỏ nhỏ này cực kỳ nhiều quả. Tôi cứ gọi nó là giống như quả sung ấy. Đấy. Nhiều vô cùng. Đấy, nó gọi là nhiều hơn quả cả sung luôn, chi chít mà những cây nhỏ chứ nhiều quả dã man. Những cây như này tầm bao tiền cây anh? 700.000. Đẹp quá nhỉ, làm cách nào mà lắm quả mà quả to này nhỉ? Vâng, nhưng mà công nhận năm nay có cái mã này đẹp thật, sung còn phải thua luôn. Quá nhiều quả mà lại quả to, lá xanh nhỉ, tài tình thật, chi chít quả nhìn nó thấy sung túc sung xuê, đẹp quá. 100 cây có đủ hoa nụ lộc lá. Nó bắt mắt ở cái chỗ là rất là nhiều quả, bên kia thì nó nhỏ hơn và thưa hơn. Đây này, cây nào cũng nhiều quả. Nó bị kiểu như là mình nhìn cái mình thấy nó cuốn hút, hấp dẫn ấy. Mặc dù nó nhỏ. Đẹp thật. Đẹp. Cái này thì mua để bàn hoặc là mua tặng nhau thì rất là hợp lý. Nó cũng nhẹ nhàng. Cực kỳ nhiều quả. Đây, ví dụ cây này. Lộc lá này. Quả to luôn ấy.
hoa này, nụ, quả này, quả chạm đáy chậu luôn. Quá khủng khiếp. Quay lại xem ông Tị tí nhá. Mở hàng rồi. 10 giờ đốt vía cái mở hàng luôn. Ô, ngồi trên xe mà. Được đấy. Được, mua nhanh đấy. Kinh nghiệm mua quất là thấy con nào hay là phải chốt luôn. Đỡ rối mắt. Ai xa. Đúng cây đẹp nhất rồi. Lộc, hôm nay lộc to, hôm nay lộc to. Đấy, hôm nay nhiều lộc lắm đây. Sáng năm có lộc lại cứ ra đây mua. À, lần đầu tụi. Đấy, khí thế hẳn. Ngồi trên xe mua luôn, không cần xuống xe. À, lần đầu tiên nhìn thấy. Được.